Ý đầu tiên này, xác định hệ số góc của đường thẳng này. Để xác định hệ số góc thì cần phải nhớ công thức sau. Đó là hệ số góc của đường thẳng y bằng ax cộng b, chính là hệ số gì? Là hệ số a, đúng không? Vậy là hàm số bậc nhất đó thì cái hệ số góc của đường thẳng đó chính là hệ số a. Vậy thì em nhìn với công thức này. Vậy này, đường thẳng D có hệ số góc là bao nhiêu? Rồi trả lời luôn, bao nhiêu đây? Rồi ai trả lời được đây? Ok, bằng âm gì các em? Âm 7. Bước 1 nhá, mình cho x bằng 0. Em nhớ này, cái này là mình tự cho mà để tính. Và mình thay vào đây này, tính được y bao nhiêu? Lấy 0, âm 0 cộng 3 là bằng mấy? 3. Bước 2 ở cái chỗ này này các em, một số hàm thì lấy y bằng 0 và tính được x là được. Nhưng mà bây giờ một số bạn khó tính quá thì lấy luôn là gì? X bằng 1 đi, rồi tính ra y bằng nhiêu? 2. Bước thứ hai, các em phải biểu thị này, biểu diễn điểm này. Đầu tiên x bằng 0, y bằng mấy? Bằng 3 đây này, cái điểm nằm ở đây này, 0 3. Còn tiếp theo x bằng 1, y bằng 2 thì phải gióng lên. Gióng từ đây nhá. Gióng từ cái số 1 này đến số nào là dừng lại. Đó, số 2 rồi từ số 2 giống qua. Đúng không? Vậy là 1 2. Rồi bước thứ ba. Đây là nó có hai điểm này, chấm điểm này ra màu xanh này. Bây giờ mình nối một đường thẳng đi qua điểm màu gì? Màu xanh. Rồi nối đi qua. Đó, đây chính là điểm cần vẽ. Nhớ đừng có vẽ vượt cái mặt hệ chục tọa độ nhé, chỉ vẽ đến hệ chục tọa độ thôi là dừng lại. Nó bảo này, cho đường thẳng D y bằng này và tìm M để điểm A này thuộc D. Bài để làm được bài này nhé, em trình bày như sau này. Một cách thứ nhất là em ghi luôn là thay x bằng 4, y bằng 5 vào công thức hàm số. Nhưng mà cách thứ hai ghi ngắn gọn thôi. A thuộc gì? D. Suy ra luôn. Rồi, em nhớ này, x đây là x bằng 4, còn y bằng mấy? Bằng 5. Em đừng có viết ngược nhé, em viết như này, nhiều bạn viết như bài này. 5 bằng bao nhiêu? Âm bao nhiêu? Nhân mấy? Nhân 4 trừ 3m cộng gì? Cộng 4. Nhìn như vậy rất là khó giải cho bọn em đúng không? Vậy em xóa đi, em bê cái gì ra bên kia? Bê cái số 5 mà ghi bằng gì? Bằng 5 qua bên này, nhớ không? Để giải cho nó dễ. Rồi, suy ra, lấy tính đi. Âm 20. Âm 20 trừ 3m cộng 4 bằng mấy? Bằng 5. Rồi, suy ra tiếp. Âm 16 trừ 3m bằng mấy? Bằng 5. Rồi bây giờ áp dụng quy tắc chuyển vế này, chuyển âm 16 qua bên này, âm 3m bằng, chuyển vế thì phải làm sao? Vậy là 16 cộng mấy? Cộng 5. Từ đó suy ra âm 3m bằng bao nhiêu? 21. Còn đúng không? Rồi từ đó suy ra m bằng bao nhiêu? Trừ 7. Rồi nếu mà không tính được á, đây nếu làm không được nhá, em lấy máy tính bấm như sau này. Bấm nhớ là thay rồi mới bấm được nhá. Bấm nguyên vẹn như thằng đầu tiên đây này. Bấm như cái dòng đầu tiên khi mình thay á, là âm 5 nhân mấy? Nhân 4 trừ 3. Bây giờ chữ m thay bằng chữ gì? Alpha x, nhìn thấy chưa? Rồi cộng mấy? Cộng 4, bấm alpha can bằng mấy? Bằng 5. Y chang luôn, viết như nào bấm y chang vậy. Rồi bấm shift xong nút C, C, N này, C, N, C này, can, bấm dấu bằng, đó, âm 7, điền vào. Đó, bằng âm 7, nhưng mà lấy trường hợp không biết đây, thầy có lưu ý này, nhớ này. Bây giờ nhá, để mình thuộc lại công thức, cứ nhớ này, điểm mà thuộc đồ thị hàm số thì sao? Thì thay nhá, thay tọa độ điểm nó vào gì đây? Thay tọa độ là thay cái gì các em? Thay hoành và thay tung nhá, vào công thức của hàm số nhớ chưa?
công thức của hàm số đó, cứ điểm trong đầu thì hàm số thì mình thay vào đó nó vào, thay vào hành với thay tung vào công thức của hàm số để chúng ta tìm ra yếu tố cần làm. Trước khi làm câu này thì nhắc lại điều kiện về hai đường thẳng song song này, em nhớ này, đường thẳng là hình học nó kiểu như vậy, đây là hai đường thẳng làm sao song song đúng không, nhưng điều kiện đó là trong hình mình nhìn bằng mắt mình thấy song song, còn lý luận chứng minh. Còn bây giờ khi đại số thì mình chỉ là thằng D này có công thức là y bằng ax cộng gì cộng b, và thằng D phẩy này có công thức là bao nhiêu, y bằng gì, a phẩy x cộng b gì, b phẩy. Vậy là để d song song với d phẩy á thì mình tương đương với công thức sau, a bằng a phẩy và b khác b gì, b phẩy. Vậy là nếu mà nhắc đến điều kiện song song là mình sử dụng công thức này là được. Nhưng bây giờ để làm tốt bài này chắc chắn bước một mình làm gì rồi, xác định hệ số gì đây, ab m cộng 3 nhân x cộng với m trừ 4, đây là đường thẳng d. Đường thẳng d này có hệ số a bao nhiêu, viết ra này xem nào, a bao nhiêu, m cộng mấy, rồi hệ số b bao nhiêu, m trừ 4, xong một thằng. Đến đường thẳng tiếp theo y bằng 6x cộng 1, đường thẳng d phẩy, rồi xác định tiếp hệ số a và b, a bao nhiêu, b, rồi a phẩy b phẩy, ok chưa. Bây giờ tiếp theo là mình ráp công thức đúng không, rồi bước tiếp theo ráp công thức d song song với d gì, d phẩy, rồi tương đương với điều sau, ráp công thức vào a bằng a phẩy b khác b gì, b phẩy, rồi ráp vào. Em nhớ này, ráp đúng vị trí này, cái chỗ màu đỏ hết, nhìn thấy chưa, a vứt đi thay vào bao nhiêu, m cộng 3, bây giờ bằng mấy, 6, và b vứt đi là bao nhiêu, m trừ 4 khác bao nhiêu, bằng 1. Rồi tính ra m ở đây luôn như quy luật tìm x, m bằng mấy, bằng 3, và m khác bao nhiêu, khác 5. Bây giờ em phải nhớ này này, đối chiếu điều kiện, cái chỗ này là chỗ quên, thỏa mãn điều kiện gì này, m khác số bao nhiêu, âm 3, và m khác bao nhiêu luôn, số 5. Tại em thấy này, số m bằng số 3 rồi, số 3 hiển nhiên khác âm 3 và hiển nhiên khác 5 đúng không, rồi chốt vậy m bằng bao nhiêu, m bằng gì, bằng 3. Đó là cách làm bài toán nha. Bây giờ để tìm x trong hình vẽ này đúng không, mình sẽ dùng định lý Thales. Bây giờ nhắc lại này, định lý Thales á, Thales cái em nhớ này, tam giác cộng với yếu tố song song thì suy ra mấy tỷ lệ thức, ba tỷ lệ thức đúng không, nhớ tỷ lệ thức này đối với mô hình này là chỉ biết từ đỉnh gì thôi, đỉnh D, xong đẩy xuống đỉnh nào, G và đỉnh gì, H, đỉnh F và đỉnh gì, E, có ba tỷ lệ thức để biết, nghe chưa đấy. Bây giờ đầu tiên muốn xài được Thales này chắc chắn phải cần chứng minh cái gì đã, song song, có song song chưa. Bây giờ chứng minh song song, sử dụng cách nào để chứng minh song song đây? Rồi, tam giác DEF có góc H1 bằng H gì đây? Bằng E gì? E1. Đây là giả thiết cho một yếu tố. Yếu tố thứ hai, góc H1 DV với thằng này E1. Cái này hiển nhiên hình vẽ cho, đúng chưa? Rồi, suy ra được cái gì song song? HG song song với F gì? F. Về bắt đầu đủ yếu tố chưa? Rồi đủ yếu tố rồi, trở về tam giác bình thường, xét tam giác DEF có HG song song E gì? EF. Rồi, theo định lý gì đây? Định lý Thales. Bây giờ mình ghi công thức của Thales ra. Bây giờ này em biết từ đỉnh nào đây? Cái đoạn nào cần tính được đúng không, đoạn nào cần tính này, đoạn GD là cần tính, vậy thì mình biết được tỉ số đó, vậy là GD trên gì đây các em, GD trên DF hay là trên GF, GF bằng
DH trên gì game? HE. Rồi thay số vào, suy ra x phần mấy phần 2 bằng 8 phần gì? Phần x nhân chéo đi. X nhân x là x mua mấy? 8 nhân 2 bao nhiêu? 16. X bình bằng 16 thì suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? 4. Và x bằng bao nhiêu? Thằng này là làm sao? Nhận. Còn thằng này làm sao? Loại. Có biết sao nó loại không? Đúng rồi, độ dài đoạn thẳng của chúng ta là không âm, hiểu không? Nên là chúng ta nhận. Còn bản chất khi giải cái bài quy luật tìm x này chắc chắn phải đa hai giá trị. Hình vẽ như sau này. Cho tam giác ABC vuông tại A, là vẽ ra vuông đấy. Rồi, đường cao AH. Điền tam giác vuông ha. Điền này. A. B. C. Rồi, nhiều bạn này. Nhiều bạn có thể điền đỉnh B trên này cũng được. Cho nó quen thuộc. Rồi, đỉnh C ở đây. Được chưa? Vẽ đường cao AH. Đi lên. Đường cao AH này các bạn lưu ý này, vẽ đường cao là phải giống cái thước làm sao á. Đúng rồi, em chọn một vạch số này đấy, để chọn vạch số 4 nha, làm sao nó trượt thước đi qua điểm A và phải vuông góc cái thằng nào BC thì mới vẽ ra đường cao. Đây, kéo. Đó. Rồi, đây là đường cao. Đường cao AH. Rồi, tiếp theo. Đường phân giác BD. Em nhớ này, phân giác là chia góc thành mấy phần bằng nhau. Đây, em nhớ vẽ canh cái đường phân giác cho đúng nha. Đây, phân giác BD là chia góc này thành hai phần bằng nhau. Đây là điểm D. Rồi phân giác này gọi Y là giao điểm của AH và BD. Đây là điểm Y. Rồi bây giờ người ta nói tiếp này. Bây giờ câu A. Chứng minh rằng AB nhân BY bằng BH nhân BD. Khi làm câu này thì tách hình cho các bạn thấy này. Đây, tam giác đầu tiên là tam giác A. A, B, H. Đường phân giác là B gì? B. Đó, một thằng. Tam giác thứ hai là tam giác A, B, C. Đường phân giác là gì các em? BD. Đúng chưa? Bây giờ hình đầu tiên nhé, thầy viết công thức thôi, còn lý luận này. Bây giờ em thấy này, công thức đường phân giác của hình đầu tiên, viết thử bao nhiêu? IA trên gì các em? IH thì bằng gì? BA phần gì đây? Phần B gì? BH. Đó. Rồi công thức đường phân giác thứ hai. Thì nó gì không? BA phần gì? BC thì bằng cái gì các em? DA phần D gì? DC. Đây là mình có đây này, phần 1 và phần 2, hai mô hình sẽ ứng với hai công thức đường phân giác. Cái dạng toán này nha các em. Thì chứng minh IA nhân BH bằng IH nhân AB. Thì tức này gọi là dạng toán chứng minh đẳng thức nhá, đẳng thức hình học. Đẳng thức hình học nhé, một trong những cái cách chứng minh đẳng thức hình học này, cách số 1 em sử dụng này, đó là định lý Thales, nó sẽ có đẳng thức, em nhớ không? Cách thứ hai là em sử dụng tính chất đường phân giác. Thì em nhìn này, để viết ngược này, viết ngược sơ đồ nhé. Nè, em nhớ lại tính chất này. Nếu tôi có A nhân D bằng B nhân C,
Có phải tôi suy ngược ra được A phần gì các em? Phần B bằng C phần D không? Miễn làm sao hai thằng này chéo nhau, đúng không? Vậy để chứng minh đẳng thức là IA nhân BH bằng IH nhân với gì các em? BA. Thì em chỉ cần chứng minh cái gì biết không? Viết ngược tỷ số lại cho thầy giống như vậy. IA phần gì các em? IH. Cứ viết chéo nhau mà được. Bằng gì đây? BA phần gì em? BH. Và đây chính là tính chất đường phân gì rồi? Phân giác. Mình đã học đúng chưa? Bây giờ mình chuyển sang xét tam giác. Xét tam giác nào các A, B gì? BH. Có BI là đường gì rồi? Đường phân giác. Rồi em suy ra công thức đường phân giác của thầy. IA phần gì? IH sẽ bằng gì các em? BA phần B gì? BH. Rồi lên đây nhân chéo được không? Khi em nhân chéo là IA nhân với gì các em? BA sẽ bằng gì? IH nhân B gì? BH. Sorry thầy biết lộn. Đây, viết lại nhé. Là IA nhân với B gì? BH sẽ bằng gì các em? IH nhân với AB. Được chưa các em? Đó. Đấy nhé. IH nhân BA nhân chéo nhé. À, thầy gợi ý cái phần tam giác cân này để bạn các về chứng minh này. Gợi ý nhá, để các bạn làm được tam giác cân. À, chứng minh tam giác cân có bao nhiêu cách em? Rồi coi thằng thầy chứng minh tam giác cân có bao nhiêu cách. Chứng minh tam giác cân nó có ba cách nha. Và bây giờ mình sử dụng góc bằng nhau đi. Rồi bây giờ thầy chứng minh tam giác cân này, thầy chứng minh góc I1 bằng góc D gì? D1. Bây giờ I1 nó sẽ bằng I2. Sử dụng chiến thuật bắc cầu. I1 thì bằng góc I2 vì đối đỉnh, còn I2 thì bằng cái gì các em? D1 là xong. Thằng I1 này là do đối gì? Đối đỉnh. À, hai góc đối đỉnh. Còn thằng I2 bằng thằng D1. Bây giờ nhìn nhá. Cái thằng I2 á thì nó phụ với thằng nào? Phụ với thằng B2. Thằng B1 á thì nó lại bằng thằng B gì? B2 do tính chất đường phân giác. Còn thằng B1 thì nó lại phụ với thằng gì? Phụ với D1. Đó, đây là chiến thuật sử dụng hai góc phụ nhau.